Sau một thời gian ngưng trệ vì xung đột leo thang, chiến dịch tiêm chủng phòng bệnh bại liệt ở dải Gaza vừa mới được khởi động trở lại vào hôm 2 tháng 11 vừa qua. Thế nhưng chỉ một ngày sau, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết một trung tâm tiêm chủng vaccine ở miền Bắc khu vực này đã bị tập kích khiến cho 4 trẻ bị thương, trong khi quân đội Israel đã phủ nhận tấn công khu vực này. Ngày 3 tháng 11, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết Trung tâm chăm sóc sức khỏe CX Radwan ở miền Bắc dải Gaza bị tập kích khi các phụ huynh đưa con mình tới chủng ngừa vaccine bại liệt tại khu vực ngừng bắn tạm thời vì mục đích nhân đạo. 6 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em. Giám đốc WHO không nêu ra bên nào chịu trách nhiệm trong vụ tập kích. Một nguồn tin trong cơ quan phòng vệ dân sự tại dải Gaza nói rằng một phương tiện bay không người lái của Israel phóng 2 tên lửa vào tường của Trung tâm Y tế CX Radwan. Lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo đã nhận được thông tin, song khẳng định không thực hiện bất cứ cuộc tấn công nào trong khu vực vào thời điểm này. Được điều phối bởi Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine UNRWA, WHO và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, chiến dịch phân phối vaccine tại dải Gaza bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 sau khi ghi nhận ca bại liệt đầu tiên sau 25 năm. WHO cho biết khoảng 119.000 trẻ em ở miền Bắc dải Gaza đang chờ liều vaccine thứ hai. Tuy nhiên, mục tiêu này hiện khó có thể đạt được do hạn chế về khả năng tiếp cận.